Giờ bắt đầu mình ăn sáng nha. Ở đây là cà phê sữa nè. Mình bỏ một chút chocolate milk vô ha. Đây là thành phần gồm có ở trong cà phê với lại cái này. Đây là bánh mì nó làm gì đây? Mè rồi chắc là tỏi rang á, mà nó làm trái chút thôi. Sẽ chắc cái hũ dầu ô này có trôi dữ không nha, không để over cái giờ luôn, ngủ quá. Ok rồi, bye bye, ăn sáng nào cả gia đình.